Good morning everyone. Thư chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Thư đang chở mẹ Thư với lại Chê Đình đi chợ bông nè các bạn. Cái chỗ này giống như là nông trại vậy đó. Ở bên Mỹ hiện giờ đang là buổi sáng, sáng sớm luôn các bạn. Wow, mê chưa các bạn? Thư đi vô tình đi ngang cái này thì gặp cái cảnh này Thư mê dễ sợ luôn á. Không hiểu sao nha, mà Thư thích những cái cảnh mà đồng quê, những cái cảnh mà gần với thiên nhiên vậy nè. Sông nước rồi cây cối rồi con vật này nọ các bạn. Thư nửa già Thư cho gặp mấy cái này Thư mê lắm luôn á các bạn, nhìn nè. Thấy chưa? Những cái con dê nó đang ăn cỏ, nó đang đứng rất là vô tư luôn. Thư đi qua cái chỗ này mà cho Thư đứng vài tiếng Thư ngồi Thư relax Thư nhìn nó Thư cũng thích nữa các bạn. Sáng đi ngắm cảnh mà gặp mấy cái cảnh này thoải mái đầu óc thiệt luôn á tài. Các bạn nhìn bông kìa, đẹp dễ sợ không các bạn? Đủ thứ loại bông hết luôn á, bởi vì Thư rất là mê đi chỗ này. Mẹ Thư cũng thích nữa. Thư thích một, mẹ Thư thích tới mấy lần luôn. Đi vô tới chỗ này á, là không ai tìm được ai nữa các bạn. Là mạnh ai nấy đi vô là đi lục bông để mua đồ, mua bông á các bạn. Đủ thứ loại hết á. Nè các bạn, để Thư quay cho các bạn coi một vòng nha. Bông rồi rau, cải, những cái gì mà mình cần cho cái vườn của mình trồng các bạn, đầy đủ hết. Các bạn nhìn nè, tuyệt vời không? Đi cái này muốn quay ra rõ là phải đi một mình nè các bạn. Đi gia đình thiệt là khó luôn á. Nó cứ chạy, Thư phải một bên thì cầm cái máy quay, một bên thì Thư phải đi cầm nắm tay nó rồi phải lo nó. Tại sao biết không? Nó, Thư sợ nó làm đi làm đổ bông của người ta. Tại bây giờ bên chỗ Thư á, Thư ở chỗ này là vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ nha các bạn. Mùa này á, là bắt đầu mùa xuân nè các bạn. Cho nên ai cũng đi mua đồ về để trồng á, đi mua bông qua rau cải về để ươm để trồng á. Cho nên nó rất là đông người. Mà mình vẫn cách ly, không phải cách ly, mình vẫn đứng xa nhau 6 feet nha các bạn. Tại vì mình mùa dịch này nè, mình không dám đứng gần người ta cũng không dám gần mình nữa. Mà điều gia đình nó cứ hay chạy lại người ta lắm các bạn. Thư đi là Thư phải căng thẳng lắm, Thư phải nhìn nó rồi Thư đi mà Thư phải quay, Thư phải lo quay cảnh nào rồi không có đụng người ta nữa. Nên nó cứ chạy tung nó chạy à, nó hay đi gần người ta lắm các bạn. Thư một hồi Thư cũng phải đi tìm, Thư định là đi mua vài chậu ớt với lại mấy cái bông về nhà trồng các bạn. Tại vì nhà mẹ Thư gieo ớt cái năm nay không có lên, nó bị sao nó chết hết rồi các bạn. Được mẹ Thư được cho mấy cây, chắc Thư nghĩ Thư đi mua thêm mấy cây để Thư trồng ở nhà Thư quá. Mua để trồng cho nó có với người ta vậy đó. Thư cực kỳ thích bông luôn các bạn. Thư đi mà gặp vô mấy cái vườn bông thì là Thư mê lắm, mẹ Thư cũng thích nữa. Mai mốt mà Thư già lên chút xíu nữa là Thư còn mê dữ nữa. Các bạn nhìn nè, có đầy đủ loại hết để Thư đi qua bên đây. Cho các bạn coi bên đây có cái này là mấy cái rau rác nè, các bạn thấy không? Bên này là cây cà nè các bạn. Cây cà người ta gieo cỡ gì nè, mình ta ươm cỡ gì nè, gia đình kìa. Mình về bắt đầu mình trồng lên, rồi ớt, rồi rau, cải. Nó gia đình làm hướng dẫn viên đó các bạn. You make me easy, children. Cái cây này, cái cây gì lạ các bạn, nhìn giống như là cỏ vậy mà đẹp quá ha. Cái này mình về mình trồng chắc đẹp lắm đó ta. Nói thiệt với các bạn nha, Thư nhìn mấy cái bông này á, Thư không có biết tên nhiều đâu các bạn. Chắc Thư mấy cái loại bông này Thư biết tên chắc đếm trên đầu ngón tay luôn á. Nó nhiều quá đi, không có biết được, nó đủ thứ loại hết luôn, mình không biết gọi là bông gì luôn á. You like my mom? Nó là thích mẹ của Thư các bạn. Thiệt khổ như này thiệt. Có không? Ừ, ok. Xí hai một lần thôi, đừng xí hai nhiều quá, nhìn Thư tao thấy phiền mình hết. Ừ. Cái này. Cái này 12 năm 99 nè. Gia đình say hi. Thôi gia đình đi nhanh lắm, mày nhức đầu quá, chóng mặt rồi. Đi theo con mày chóng mặt quá. Ok lắm thôi mẹ. Đi kìa, đi ra ngoài chơi cô chú khỏi này đi. Đủ thứ là bông thôi các bạn. Mình nè, ở này ở khu ngoài nè, ở ngoài người ta trồng ra giống như là cái nông trại gì đó, ở trong thì để cái này là rau thì là Jaden, where are you?
Con đừng có chạy con, đông lên. Come over here. Come with me children. Wow, bên này cỏ đẹp quá nè tơi. Cái này mấy cái loại cỏ các bạn. Về cái mình trồng cái nó nhảy ra. Trồng kế bên cái hòn Nam Bộ rồi đó. Cỏ này mà của nhà cha thư có nè. Cỏ này trồng cái nó nhảy ra bên hòn Nam Bộ nó xanh thảm đẹp lắm. Wow, cái gì cỏ nhiều lạ quá trời. Các bạn nhìn thấy nè. Đủ thứ loại hết luôn ha. Trên nè, trên lên, đông lên. Come here. I can't find, I can't see you. Okay. Okay, I follow you. Em mày coi cái bông nè, bông đẹp nè. Okay. Wait. Wow. Bông điện thọ nè. Bông điện thọ nè các bạn, đủ thứ màu hết á. Vàng đỏ gì cũng có. Wow, em mê nè. Chơi. Ok. Ừ. Nghe đến ta mẹ thấy mẹ không hen. Chơi đi. Đừng có đi gần ta. I follow you but don't stay close to people. Bên đây có mấy cái xà lách nè các bạn. Cái này người ta mua về ta trồng nó nhảy ra. Nhiều loại quá ha. Cái này về chim bến xèo. Như coi nè, trải ra đủ thứ loại các bạn. Thư muốn quay mà con quay không được chứ thằng gia đình luôn á, nó cứ ồ. Cái cây này cái gì lớn vậy ta, cái cà này gia đình. Chị soi à, gia đình nó muốn dẫn qua nó chỉ cái này nè. Ồ nó thiệt á. Ừ, nhìn các bạn, nhìn chỗ này nó rộng không. Nó chỉ mấy cái hình. Cái hình hình tượng này nè. Cái này để người ta mua về người ta chưng làm cái vòi nước các bạn. Nè, ở đây á, nó làm trên đây có cái vòi để nó phun nước lên rồi đó. Wow, cái cà này lớn quá thôi, cà này mua về chắc nhiều trái lắm á. Cho nên con chào mày. Để nó coi cái gì. Chị đi đâu con? Những cây này là cây ở ngoài, để ngoài nè các bạn. Cái những cây trong kia thì nằm trong cái phòng kính đó. Nhiệt độ người ta điều chỉnh, còn cái này là để ở ngoài. Mấy cây nó mạnh hơn những cây trong phòng kính. Mẹ không có đeo mắt kiếng nè, không thấy đường. Mặt trời nó chói quá. Hả? Gì? Có mấy cái tượng làm đẹp dễ sợ luôn các bạn. Hình Đức Mẹ rồi, mấy cái hình Chúa hình này hình nọ đâu. Người ta tạc thiệt là đẹp luôn. Chứ mình không có leo gì con. Con leo gì hư của người ta sao? Chị là nhìn cái hình đó cho anh. Con này có gì ta? Con be hả? Ngồi trái ngoài nhìn thấy đẹp không các bạn? Chị là con eagle này chứ nè. Wow, đẹp quá. Qua bên đây nè các bạn. Bên đây họ trồng cái này là
mấy cây squash này nọ đâu. Có cái trái nè. Ở cái cây loại gì nhiều khi mình không biết phải không? Thì nó có cái tên. Nó có tên với trong cái thác của nó có cái hình để cho mình biết. Đây các bạn. Cái này là dưa leo nè. Ở đây nó có cái miếng giấy để cho mình biết cái đó là cái gì. Tại vì khi cái cây trồng lên thì nhìn là sẽ không biết trái gì luôn. Không biết cây gì chứ. Trời ơi, cái chỗ này đẹp dễ sợ luôn coi. Nè các bạn, cái này là bông gà nè. Mấy năm trước mẹ thì trồng bông gà dữ tận lắm. Trồng làm cái hàng, cái đường đi ra luôn á. Cái này là cái quả chuối phải không ta? Đẹp quá rồi. Hỏi sao không mê được các bạn. Thì mê bông vậy lắm. Mà như năm nay hình như ít người dịch này nè. Không có đủ người làm cho nên không có được tươi mấy năm trước hết rồi. Nè các bạn nhìn cái đường của người ta đi ra nè. Ta mua đầy hết không? Cái đường xếp hàng để chờ tính tiền á. Mỗi người đều mỗi người thì lên cái xe đẩy, còn người những cái người thì đẩy kia đầy hết. Mua cây trồng cũng có, mua bông cũng có. Cái xe của mẹ Thư nè. Nãy giờ ba đi mà lên được một mình á. Thay hả? Sao con thay? Trời vô đây mới mê nè các bạn ơi. Cái cây này nè, bông mốt có mọc lên đẹp lắm nè. Đó. Mình nhìn cái này thấy sợ quá rồi. Cái xương rồng. Chơi lên. Các bạn nhìn cái vàng sen đá này các bạn. Wow, đẹp thiệt ta. Cái này ở nhà Thư có nè. Nhà mẹ Thư trồng nhiều lắm, nó mọc. Cái này mình chỉ mua một chậu nhỏ thôi, mình về mình trồng nó lên nhiều lắm. Ok. Trời, cái này là đẹp nhất rồi, cái này nó ốc quay rồi. Nó lưu quá. Mẹ sao mẹ không mua cái này trồng rồi mẹ? Cái đó hả? Sao nhìn kỳ quá con, không thích mẹ. Hồi mấy sen đá đây mê quá mẹ hả? Cái này mình chỉ cần mua một chậu nhỏ mình về lên trồng thì nó lan ra. Nhưng mà cái này nguy hiểm quá. Đừng mua mấy cái này mẹ. Mấy cái này đi về mình lỡ mình té vô hay gì là chết luôn. Cái này như nhà con cũng có. Hình như nó tự mọc lên đó mẹ. Để năm này cái năm sau tự nó mọc lên. Rồi sẽ mất giá mấy người ta. Mẹ, cái cây chút xíu nè, 30 đồng rồi mẹ. Nhìn các bạn, cái cây này 30 đồng nè. Con chút xíu nè. Trong khi đó cái cây của nhà mẹ Thư phải chắc cấp 8-9 lận này mà mới chết queo. Mẹ Thư lấy cái rồ không biết ấy quay lại làm sao vậy, nó chết queo tội nghiệp đó thôi. Bông đầy hết luôn. Mẹ để cho gia đình cái đó rồi nó đẩy vô trong trong máy của người ta là chết luôn á. Cái này là trong nhà kính nè các bạn, người ta điều chỉnh nhiệt độ, có nước nó phun, tới giờ nước nó phun ở trong vậy nè, nóng lắm các bạn. Vô đây cái lồng kính nó làm. Nhìn không đẹp như vậy nè. Ông đẹp quá, bên kia đẹp quá. Tôi muốn kiếm một cái cây gì mà lớn lớn cái chân ở nhà thôi. Cây bông. Giống như là cây mà loại sống đời đó các bạn.
Con muốn gì? Con muốn gì con nhằn 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 vậy chứ? Bông hả? Chưa chưa mẹ, có bông đẹp rồi. Wow, bông đẹp quá chứ Đình ơi. Hả? You wanna love me? Cái trời, cái này cái gì lạ vậy ta? Các bạn nhìn nè, nó cứng cứng các bạn, nó như là những cái cọng gì á, không phải cỏ mà nó quăng 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 như nè. Cái thằng này lúc này nó sợ lắm á các bạn. Mỗi lần mà nó kêu Thi đâu mà Thi muốn rầy nó hay gì á, chứ không nó chỉ muốn nó muốn thương thì nó muốn ôm, hay là nó thương thôi. Nó sợ lắm. Tại nó biết nó nhưng mà không có rầy nữa. Ôm mấy cái bonsai nè, đẹp thiệt tơi. Nhiều bonsai thế này. Mẹ bonsai nè mẹ, nhưng mà chỗ này nó mắc quá mẹ ơi. Mấy cái bonsai nè. Giống như củ sâm vậy ha, cái củ nó như những củ sâm vậy. Ủa không kêu đâu. Thôi mẹ ơi, cái cây này nè, mình nó mắc quá, ở đằng kia nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn. Ở qua mẹ cái. Có cái mấy cây nhỏ nhỏ như nè, nó rẻ hơn nhiều. Hả? Thì cô nói mày có gan mua trên nhà mấy chưa? Có sao? Trời ơi, cái bông bụp bụp mất tao nữa. Ba, this is my room full of plants. Ừ, biết rồi. Mẹ hay là con mua cái cây giống như cây trúc vậy nè mẹ. Ờ, cái đó cũng được. Nhưng mà để con mua cái cây hồi qua kia nó đẹp hơn mẹ. Wow, mấy cái cây mà, mẹ mấy cây này mẹ. Thì đang tìm cái cây mà lớn lớn như vậy nè các bạn, mà xanh xanh như nè, trên nông nhà. Đúng rồi. Follow cái gì? Cái đó là cây gì không đẹp nè. Con thích loại giống như vậy nè mẹ. Thích cái cây gì nè. Hai cây này cũng được mà để trong chung cái chậu bự. Muốn gì? Đây là trên mình chỉ cái này nè, nhớ lên nhớ lên nhá. Look. It looks like a coconut tree. See? It's like a palm tree. Cái này giống cây gì các bạn? Cây dừa hả? Cây dừa hay là cây thuốc nốt hả mẹ? It's a plant. Oh my god. Dạ. Cây dừa hả? Phải mua cái chậu bự thì bự mày hả? Để đi vòng cái mẹ. Sáng hai mẹ con dẫn mẹ đi dẫn mẹ thấy đi chỗ này nè các bạn. Nè, trong đây họ có bán đầy đủ mấy cái chậu đủ thứ loại để mình về mình để mình trưng nè các bạn. Đẹp quá ha. À, để con đi vòng coi con cái mẹ. Ở trong đây nữa nè. Trong đây họ có bán chậu nè, chậu trong đây là chậu đẹp lắm. Chậu mắc tiền mà chậu như điêu khắc rồi đó các bạn. Nè trong đây có mấy cái đồ mà để người ta đan bằng tre, bằng đồ nè, bằng cây nữa các bạn. Nhìn đẹp quá ha. Với lại chị Đinh, mấy cái chuông treo gió rồi á, bông giả, mấy cái này là bông giả nè các bạn. Các bạn, this is my stuff. Ừ. Mấy cái đồ mà để mình trưng ở nè, các bạn nhìn những cái chuông treo gió nè. Đẹp quá ha. Chị đây con. Bông giả nè. Con đi đâu vậy? Cái cây này nè, lúc mà gió nó thổi lên các bạn, nó quay đẹp lắm. Bên kia là mấy cái đồ để người ta xuống đất với cái, nói chung là chỗ này bán cái gì mà về cây trồng, thiết khe, giường tược thì nọ là có hết. Các bạn nhìn ra cái này người ta đang bằng tay nè, thấy đẹp quá ha. Đi con.
Cái này thích dễ sợ thôi. Cái này là bằng cây nè các bạn. Ở đây là mấy cái loại đất mà. Đất với lại đá rồi ta để cho mình coi thử, cũng như là loại nào mình thích đó, thì mình đặt người ta. Người ta chở cho lại nhà cho mình luôn các bạn. Thôi Thư đi về các bạn ơi, Thư đi thằng chơi đến nhìn nó cày rồi. Tôi tính tiền rồi.